Kính thưa ông Huỳnh Văn Sơn, quận ủy viên, phó trưởng ban tổ chức quận ủy quận 7. Kính thưa quý vị lãnh đạo các phòng ban của quận. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Hôm nay, ngày 5 tháng 9, cùng với học sinh cả nước, thầy và trò trường trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021. Trước hết, cho phép tôi thay mặt nhà trường xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, cha mẹ học sinh đã đến dự lễ khai giảng ngày hôm nay. Đặc biệt, trong ngày hội khai trường hôm nay, chúng ta vui mừng chào đón 569 em học sinh lớp 6. Thầy tin tưởng rằng với niềm tự hào là học sinh của trường trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ, các em sẽ nhanh chóng hòa nhập và đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong năm học đầu tiên. Tất cả chúng ta cùng nhiệt liệt chào đón các em học sinh lớp 6 và chúc mừng năm học mới. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, nhìn lại năm học 2019-2020 vừa qua, dù còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo các cấp, các ngành, sự ủng hộ của cha mẹ học sinh, sự nhiệt tình, tâm huyết, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tất cả vì học sinh thân yêu, phát huy đạo đức nhà giáo của các thầy cô giáo, đặc biệt là ý thức vươn lên trong học tập, tích cực tham gia các phong trào thi đua, rèn luyện đạo đức, tác phong, vượt qua khó khăn của các em học sinh, trường chúng ta đã đạt được các chỉ tiêu đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Cụ thể, có 1.229 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi của năm học 2019-2020, chiếm tỷ lệ 55,4%. Học sinh lên lớp thẳng đạt tỷ lệ 99,6%. Và 100% học sinh khối chính tốt nghiệp trung học cơ sở. Trong kỳ thi học sinh giỏi bộ môn khối chính, trường chúng ta cũng đã xuất sắc, đạt được 27 giải, gồm có 5 giải nhất, 12 giải nhì và 10 giải ba. Một học sinh đạt giải ba hội thi lớn lên cùng sách cấp thành phố, một đề tài đạt giải nhì hội thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố về hoạt động thể dục thể thao. Trường chúng ta cũng là đơn vị dẫn đầu hội khỏe phù đồng cấp quận khối trung học cơ sở. Về kết quả thi tuyển sinh lớp 10, thì trường chúng ta cũng đã có 27 bạn học sinh khối lớp 9 năm nay lên lớp 10 xuất sắc đậu vào trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, Lê Hồng Phong, trường phổ thông Năng Khiếu, cũng như là các lớp chuyên trong các cái trường mà có lớp chuyên, cũng như là có khoảng hơn 150 học sinh khối chính đậu nguyện vọng 1 vào các trường top 1 của thành phố như là Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân, Trung học Phổ thông Gia Định, Trung học Phổ thông Trưng Vương, v.v. Tập thể trường Trung học Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ của chúng ta trong năm học này được đề nghị danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và là đơn vị dẫn đầu cụm thi đua khối Trung học Cơ sở của quận 7. Chúng ta tự hào về những kết quả đã đạt được trong năm học vừa qua. Đó là tiền đề quan trọng, là niềm cổ vũ động viên rất lớn để thầy và trò nhà trường vững bước tự tin bước vào năm học mới. Các em học sinh thân yêu, hiện tại là nguyên khí quốc gia, tương lai dân tộc tùy thuộc vào sự cố gắng nỗ lực của các em. Vì trách nhiệm đối với gia đình, với người thân và toàn xã hội, các em hãy ra sức học tập, rèn luyện, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, chấp hành tốt mọi nội quy quy định của nhà trường, rèn kỹ năng sống cho bản thân, thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông và đặc biệt là các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay. Chúng ta quyết tâm cố gắng phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Thầy và trò trường trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ phấn đấu, quyết tâm khắc phục khó khăn để thực hiện dạy tốt, học tốt, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021. Nhân dịp này, thay mặt Hội đồng Sư phạm nhà trường, tôi xin chân thành gửi lời tri ân sâu sắc, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 7, sự quan tâm hỗ trợ nhiệt tình của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, phường Tân Kiển, sự động viên tinh thần, sự nhất trí đồng thuận cao của Ban đại diện cha mẹ, hạnh phúc. Xin được gửi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường lời chúc sức khỏe và thành công. Chúc các em học sinh bước vào năm học mới vui, khỏe, đạt được nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện. Tôi xin trân trọng tuyên bố,
năm học 2020-2021 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ chính thức bắt đầu. Và xin trân trọng kính mời thầy hiệu trưởng tiến về cổng trường, hãy giống lên hồi trống để cho bắt đầu năm học mới, năm học 2020-2021. Xin thân mến, tiếng trống khai trường của ngày hôm nay càng làm dâng lên trong mỗi chúng ta những xúc động và lòng tự hào dân tộc. Ta nghe như tiếng vó ngựa của chàng trai Phù Động ngày nào, tiếng bước chân voi dày tên Tô Định, hay tiếng ca thần vang lên từ bến sông Như Nguyệt, Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư. Tùng, 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 tiếng đình xưa vọng lại, nghe âm vang tiếng nói ba đình, non sông gấm vóc Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc, nhờ công học tập các con. Tùng, 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 tiếng trống trường hôm nay như tiếng gọi của bầu trời tri thức, như sức mạnh tiền nhân thôi thúc để cùng ta đi xây dựng tương lai. Chúc các em có một năm học mới tràn đầy niềm tin, niềm vui và có những thành tích rực rỡ. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng các học sinh thân mến, ngay từ lúc mới thành lập, trường Trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ đã mang trên mình sứ mệnh tình thương, kỷ cương, trách nhiệm. Trong nhiều năm qua, trường luôn đặt trọng trách giáo dục các em lòng yêu thương san sẻ cùng bạn bè, và điều đó đã trở thành truyền thống quý báu của trường Trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ. Và hôm nay, trong không khí vui tươi của lễ khai giảng năm học mới, năm học 2020-2021, Quỹ khuyến học của trường Trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ sẽ dành những phần quà tiếp sức đến trường cho những em học sinh có tên sau đây. Thầy xin mời các em học sinh có tên sau đây, chúng ta nhanh chóng di chuyển lên.